Ừ, sư sau một thời gian thử ly thử thực hành ly dục con phát hiện ra là con không thực sự ly dục theo đúng ý nghĩa của nó mà con chỉ đang đè nén kìm chế dục vọng. Khi có cơ hội dục vọng con lại càng bùng nổ dữ dội hơn như chiếc lò xo bị kìm nén sẽ bung mạnh. Sư từ bi chỉ dạy con đã làm sai ở đâu và cách nào để đi đúng đường. Một cái gì vậy? À, đúng ly, ly tham dục sư nghĩ rằng cái người hỏi là người cư sĩ bởi vì tu sĩ thì không có cái chuyện là thử ly dục nhưng mà cư sĩ thì nó mới có cái chuyện là thử ly dục quý vị biết vấn đề nằm ở đâu không vấn đề nằm ở cái chỗ quý vị thử tức là ngấm ngầm ở trong trong đầu của mình á ngấm ngầm là cái này nó chỉ là có thời hạn thôi. Nó có thời hạn thôi. Ờ mình không thực sự ly dục. Tại mình mình còn hứa mà. Ờ thí dụ như là tôi sẽ thử thực hành ly dục trong một tuần. Thì trong bụng mình á, tự nhiên là mình biết hết một tuần đó thì tôi được tha hồ hưởng thuộc Thì nó chính là cái tham ái. nó cũng y chang như cái chuyện mà quý vị ngồi thiền mà quý vị để cái đồng hồ trước mặt vậy đó. Lúc đó thay vì tập trung vào cái cái đối tượng hành thiền thì quý vị chỉ tập trung vào cái đồng hồ thôi. thì mình có sự ngóng, sự trông đợi. sau đó mình sẽ được cái chuyện ly dục cũng vậy đó. ly dục mà thử nghiệm thì trong bụng quý vị là nó sẽ đã ngầm hứa hẹn là sau khi hết cái hạn thử này là mình sẽ được xả láng chính bởi vì cái tâm ý như thế quý vị không ly dục được ừ, sẽ tạm gọi là mình phải biết cắt đuôi tức là có khi là mình phải quyết liệt nói hoài giống như một người đứng ở trên cầu á nếu anh muốn tự tử đúng không anh leo lên anh nhảy xuống liền nếu anh muốn muốn nhảy lầu á anh leo trên sân thượng anh nhảy xuống liền anh đừng có đứng lên chừng trừ anh nhảy xuống liền anh có giỏi á khi anh nhảy xuống á anh lộn và anh lộn vài vòng cho thiên hạ coi ừ. chứ còn mà anh đừng có đứng đó anh đứng đó để làm cái gì đứng đây để làm cái gì đứng để chờ người ta khuyên à đứng để chờ người ta cứu à đứng để chờ người ta chú ý à ờ cái kiểu mà mình ly dục cũng vậy để chặt đứt cái đường lui đừng có hứa hẹn gì với nó còn cái kiểu mà mình hứa hẹn là à, tôi ly dục một tháng thôi hoặc tôi ly dục một tuần thôi hoặc tôi ly dục một ngày thôi rồi sau đó thì tự nhiên mình biết là sau cái thời hạn đó là mình sẽ hưởng thụ trở lại thì còn lâu mới ly dục được cái vấn đề nằm ở chỗ đó thành ra nó quý vị chỉ là đơn giản là kiềm chế kiềm nén thôi và tại vì mình biết là sau thời hạn đó là mình sẽ thoải mái sẽ xả láng hưởng thụ trở lại thành ra là nó nó ngóng nó ngóng thành ra cái cách mà để đúng đường chặt đứt đừng lui phải chặt đứt đừng lui tức là gì cạo đầu đắp y chặt đứt đừng lui nhiều người họ nói họ còn vợ thành ra ơ ờ, họ, họ tu thì họ còn kéo theo cái đuôi nữa còn kéo theo cái đuôi nữa nó có điều kiện là nếu như tôi đi tu thì một là bà vợ bà phải ở dậy ở dậy hai á là bây giờ bà phải đi tu luôn cái, cái kiểu mà chồng tu ở trên vợ tu ở dưới ở dưới sông á chồng bên kia sông vợ bên này sông à, kiểu như vậy đó chồng ở chùa này vợ ở chùa kia à, thì như vậy mới được chứ còn mà không là không được thì có lần xin mới nói nếu anh muốn anh thật sự anh muốn cắt anh muốn đi tu đó anh đi kiếm thằng khác để nó lấy bà vợ của anh anh phải có cái gan anh gả gả bà vợ anh cho thằng khác thì khi đó mình mới thôi ảo tưởng chứ còn mình còn ảo tưởng còn ảo tưởng là mình còn có vợ thì còn lâu còn lâu mới ly dục được còn lâu mới tu được Ừ. cái kiểu mình là cái kiểu mình nắm cái đuôi còn cái đuôi không à tức là mình còn hứa còn hẹn Thành ra là phải phải cắt đi phải cắt hoàn toàn mình mới nói cái chuyện ly dục được ngoài ra đó là nói về cư sĩ đối với tu sĩ thì đức thế tôn dạy rất nhiều những phương pháp để mà giúp cho vị đó ly dục nó bao gồm chỉ và quán đương nhiên trước đó phải có giới cái giới đó khi của gì mà giữ giới đó khi của gì giữ giới đó thì nó giống như là một cái sự đè nén tức là mình không có dám ăn không dám mặc không dám hưởng thụ bởi vì cái giới nó ngăn cản nó thật sự khi đó nó giống như cái sự đè nén nhưng mà Đức thế Tôn nói Chúng sanh y như con khỉ vậy Buông cái này Nó sẽ bắt cái kia Thành ra muốn mà mình buông cái dục á Mình phải có cái Khác để mình Đó là gì Đó là các cái đề mục thiền Khi anh hành thiền Các cái địa mục thiền chỉ Thì uh, Anh không có nhu cầu hướng dục nhưng mà với điều kiện là anh đừng có để cho nó nó quyến đủ nó quyến đủ nhưng mà trước đó thì chắc chắn chắc chắn là nó sẽ trải qua một, một giai đoạn là nó bị kìm nén chắc chắn phải như vậy ờ, khi mỗi gì ví dụ nó giống như cái lò xo thì sư cũng có tìm hiểu cái lò xo quý vị biết là cái máy cái máy cái máy nén mà Uh, cái lò xo khi mà nó nén lại đó thì kiểu gì nó cũng sẽ bung ra ừ. nhưng mà muốn cho cái lò xo đó mà nó nén nó không có bung ra đó phải làm sao nung đỏ nó lên thì khi mà nung đỏ nó lên đó lò xo bị nén lại thì nó sẽ biến dạng sẽ bập dẹp nó sẽ giống như là một cái khối đậu một cái khối bột khi đó, đó có buông ra thì sao nó cũng sẽ không có buông muốn như vậy đó, muốn như vậy là mình sẽ thay đổi cái kết cấu đó, thay đổi cái nhiệt độ của nó trong chuyện tu cũng y chang vậy khi mà mình cái chuyện mà mình nén nén cái tham dục đó, nó giống như là cái giới vậy đó, giống cái giới đó. Ừ, giống cái giới rồi chúng ta thực hành các cái, cái đề một thiền thì nó giống như chúng ta nung nó lên, nung nó lên. Và khi mà chúng ta chứng đạt đạo quả đó, ha, chứng thiền, sơ sơ thiền thôi, chứng thiền hoặc cao hơn là chứng chứng đạo, chứng quả thì nó sẽ làm biến dạng cái lò xo. Thì cái đó không có buông ra, nó cũng có buông muốn như vậy thì phải thực hành nghiêm túc thực hành nghiêm chỉnh chứ còn cái kiểu mà thử kiểu mà thử tức là mình còn cái hứa cái hẹn còn cái đuôi còn cái đuôi đằng sau là tôi tu tuần tu, tu, tu nửa tháng tu 3 tháng sau đó tự mình hiểu với mình không cần phải nói ra tự mình hiểu với mình sau thời gian đó là mình sẽ trở lại bình thường kiểu như vậy thì còn lâu mới đi dục được nha